Không lẽ công ty không được nghe tiếng của tiền bối, nên thấy hơi quể quải, kiểu vậy, hơi ảm đạm đó. Tiền bối như thể tiếng ồn trắng vậy, cho tôi cảm giác an toàn và tĩnh lặng. Nói gì vậy trời? Cậu có ý đồ gì đây? Chỉ là, ý tôi là, có vẻ tôi dựa dẫm vào tiền bối nhiều hơn tôi nghĩ. Tiền bối ơi, nước đây. Sao hả? Sao lại cười? Tiền bối như vậy, trông giống chó lắm.